Ngày 15 tháng 12, Quân đoàn 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Đỗ Minh Sương, Tư lệnh Quân đoàn chủ trì hội nghị. Với nỗ lực và quyết tâm cao, năm 2020, Quân đoàn 1 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra. Nổi bật là chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, có chuyển biến tiến bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng được nâng lên, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ tốt, đoàn kết thống nhất cao. Đời sống vật chất tinh thần, nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội có nhiều cải thiện tích cực, công tác kỹ thuật bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ, tình hình quân đoàn ổn định. Năm 2020, Đảng ủy chỉ huy sư đoàn 312 đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác. 16 trên 16 tổ chức đảng trực thuộc thì đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong cái công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho sư đoàn hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ, khắc phục cái khâu yếu mặt yếu về cái chấp hành kỷ luật và pháp luật của nhà nước, làm tốt cái công tác bảo đảm hậu cần, đời sống cho cán bộ chiến sĩ, kể cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của bộ đội. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, hội nghị xác định tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá, phấn đấu quản lý sử dụng quân số đúng quy định, đột phá đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, thường xuyên nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ của quân đoàn. Đối với năm 2021 thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn tập trung, thứ nhất là duy trì tốt các cái nền nếp trên 4 mặt công tác, duy trì các cái chế độ nền nếp trong ngày trong tuần, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch. Trong cái công tác huấn luyện về hậu cần kỹ thuật thì thực hiện tốt các cái nội dung huấn luyện và theo đúng cái quy định của Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Quân đoàn 1 đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà quân đoàn cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 cần chủ động phát huy vai trò, vị trí của mình trong tham mưu đề xuất các nội dung về huấn luyện tác chiến trong điều kiện mới, đề ra các biện pháp quyết liệt để xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng Quân đoàn 1 vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Cục Hậu cần Quân đoàn 1 và tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Đại tá Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 trong toàn quân đoàn.